Sau 2 năm công tác tại An Giang với nhiều dấu ấn khó quên về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đến tháng 8 năm 2022, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tại Quảng Ninh, dù thời gian công tác của ông chưa lâu, nhưng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trực tiếp chỉ đạo nhiều vụ việc nổi cộm. Đáng chú ý, tướng Nơi cũng đã trực tiếp tiếp nhận những thông tin phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng sau khi công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ việc mới nhất được chính Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo trực tiếp chính là vụ hành khách bị xe khách chặt chém, đuổi xuống giữa cao tốc và bị hành hung với thương tích ở vùng cổ. Theo đó, trên trang mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm hình ảnh một hành khách bị xe khách chặt chém, đuổi xuống giữa cao tốc và bị hành hung với thương tích ở vùng cổ. Xe khách được nhắc đến có biển kiểm soát tại tỉnh Quảng Ninh. Facebook này chia sẻ, mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé, lừa đảo, đi Hà Nội Bắc Ninh 200.000 đồng, Hà Nội Uông Bí 400.000 đồng, Hà Nội Móng Cái 500.000 đồng, không đồng ý trả vé cao nhà xe dở giọng côn đồ, đòi mỗi hành khách 200.000 đồng rồi thả xuống giữa cao tốc gần với cầu Đuống. Khách chụp lại biển số xe, nhà xe còn bóp cổ khách hàng. Nội dung đăng tải đã thu hút sự bất bình của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm những người liên quan đến vụ việc này. Trước sự việc trên, hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin vụ hành khách tố bị nhà xe bóp cổ khi đi từ Hà Nội về Quảng Ninh vì cho rằng vé quá đắt. Thông tin trên thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người. Đa số đều bức xúc trước hành vi đánh hành khách. Điều đáng nói, chiếc xe này sử dụng biển kiểm soát màu trắng nhưng lại kinh doanh vận tải hành khách. Chủ xe không đăng ký kinh doanh vận tải, không có giám sát hành trình, không gửi dữ liệu về sở và không có phù hiệu. Ngay sau khi nhận được thông tin, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, quan điểm của Công an tỉnh Quảng Ninh là xử lý cương quyết, đến nơi đến chốn. Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ xe ô tô liên quan vụ nhà xe bị tố hành hung, bỏ rơi khách giữa đường, đồng thời triệu tập những người liên quan lên làm việc. Cũng theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, cơ quan công an đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi của nhà xe, đồng thời liên hệ bị hại để xác định mâu thuẫn, mối quan hệ giữa nhà xe và bị hại như thế nào. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, quan điểm của Công an tỉnh Quảng Ninh là xử lý cương quyết, đến nơi đến chốn. Những vấn đề này dứt khoát phải xử lý triệt để, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Sau khi có sự chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với tài xế của nhà xe bị tố hành hung, bỏ rơi khách giữa cao tốc. Tại cơ quan công an, tài xế ô tô thừa nhận có sự việc như trên. Công an tỉnh Quảng Ninh đang liên hệ bị hại để xác định rõ hành vi, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nêu quan điểm, Quảng Ninh là một tỉnh du lịch đang phát triển, không thể chấp nhận những hành vi trên. Cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều lần, các phương tiện phải hoạt động làm sao đúng quy định của pháp luật, mang tính chất phục vụ nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước, người nào vi phạm sẽ phải xử lý đến nơi đến chốn. Cũng liên quan đến những tuyến xe khách liên tỉnh từ Quảng Ninh đến các tỉnh thành khác, hồi tháng 8 năm 2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu làm rõ, xử lý triệt để vụ việc. Theo thông tin ban đầu, một lái xe chạy tuyến Thái Bình, Quảng Ninh đã làm đơn trình báo công an về việc liên tục bị chặn xe, ném chất bẩn vào xe và nhiều lần bị hành hung. Theo lời khai của bị hại, anh Bùi Hữu Tới là lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải, được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình chấp thuận khai thác vận tải hành khách tuyến cố định Tiền Hải, Thái Bình đi thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Nhưng từ khi đưa xe vào hoạt động, nhà xe liên tục bị một nhóm đối tượng côn đồ chặn đường, đe dọa nhân viên lái xe, cấm không cho xe đi trước, không cho hoạt động trên tuyến đường từ Quảng Ninh về huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sau nhiều lần bị dọa nạt, ném chất bẩn vào xe, ngày 19 tháng 7 năm 2023, xe biển kiểm soát 17B02123 vận chuyển khách từ Quảng Ninh về Thái Bình. Đến chân cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, bất ngờ bị xe khách biển kiểm soát 14A00291 lao đến đỗ song song. Sau đó, một nhóm người nhảy xuống giật cửa xe và lao vào đánh đấm, chửi bới lái xe Bùi Hữu Tới. Sau khi xảy ra vụ việc, lái xe Bùi Hữu Tới và công ty vận tải đã làm đơn trình báo các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh. Nhận được tin báo, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng ban làm rõ nội dung đơn phản ánh của lái xe Bùi Hữu Tới bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường
thuộc địa phận phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Nhận được chỉ đạo, Công an thành phố Hạ Long nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh làm rõ và nhanh chóng triệu tập nhóm đối tượng có hành vi chặn xe. Hành hung lái xe Bùi Hữu Tới gồm Trần Văn Khe, sinh năm 1972, TTG, sinh năm 2007, cùng trú tại tổ 66, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1999, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Và Đào Việt Long, sinh năm 1990, trú tại tổ 3, khu 5B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận bản thân là nhóm phụ xe biển kiểm soát 14B00291 đã chặn xe tấn công anh Bùi Hữu Tới, lái xe biển kiểm soát 17B02123 tại chân cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Nhóm đối tượng này đã nhiều lần chặn xe của các hãng xe Thiên Hoàng Hải, Thái Bình và đe dọa đánh lái xe. Sau khi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo điều tra sự việc tài xế của nhà xe Thiên Hoàng Hải, tỉnh Thái Bình tố bị nhóm đối tượng hành hung, chèn ép, ba bị can đã bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng. Các bị can gồm Trần Văn Khe, 51 tuổi, Đào Việt Long, 33 tuổi, cùng trú thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và Nguyễn Anh Ngọc, 24 tuổi, trú thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý, trấn áp những người có hành vi không có chuẩn mực mà Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng đã xử lý những cán bộ dựa hơi chức quyền nhũng nhiễu nhân dân. Cụ thể, vụ việc ghi dấu ấn của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi là việc ông đã cách chức với Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng Công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Cụ thể, hồi đầu tháng 6 năm 2023, một clip xô xát sau va chạm giao thông ở Quảng Ninh gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, Trung tá Nguyễn Thành Nam chính là nhân vật mặc áo trắng, có biểu hiện say xỉn, chửi mắng và đòi đánh một người đàn ông mặc áo ba lỗ khi hai ô tô đối đầu nhau. Sau khi chửi mắng, Trung tá Nam tuyên bố là trưởng phòng Công an phường Bãi Cháy. Chưa dừng lại ở đó, người này còn đòi bắt đối phương. Toàn bộ sự việc được người dân dùng điện thoại quay clip rồi đưa lên mạng xã hội. Chiều ngày 6 tháng 6 năm 2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định cách chức, điều chuyển công tác với Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng Công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long đã có hành vi ứng xử thiếu văn hóa, chuẩn mực đạo đức, đe dọa người khác tại nơi công cộng. Trước đó vào chiều 22 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị thông tin kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Bí thư chi bộ, trưởng Công an phường Bãi Cháy. Dấu hiệu vi phạm của ông Nam liên quan đến đoạn clip trên mạng xã hội đêm 17 tháng 5 năm 2023 với hình ảnh hai ô tô đối đầu nhau, một người đàn ông mặc quần đen, áo trắng, có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục chỉ tay văng tục, xô đẩy một người đàn ông khác. Người có thái độ hùng hổ này xưng là trưởng Công an phường Bãi Cháy. Kết quả xác minh của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long cho thấy vụ việc xảy ra tại đường Hạ Long, hai ô tô va chạm nhau, hư hỏng nhẹ. Trong đó, tài xế ô tô biển kiểm soát 14A50698 có hành vi thiếu chuẩn mực trong clip là Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng Công an phường Bãi Cháy. Tối hôm đó, ông Nam đã điều khiển ô tô sau khi uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông. Khi sự việc xảy ra, ông đã đe dọa người đi trên chiếc xe kia. Cơ quan kiểm tra kết luận, ông Nam đã có một loạt vi phạm khuyết điểm gồm thiếu gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, hành vi ứng xử thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức, vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ công an, vi phạm quy định của Đảng và quy tắc ứng xử của ngành công an. Đảng ủy phường Bãi Cháy đánh giá các vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Thành Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền, đơn vị nơi sinh hoạt và công tác, làm xấu hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân và làm mất uy tín của cá nhân đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Không chỉ dừng ở việc chỉ đạo triệt phá, trấn áp tội phạm mà Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng đã tự mình tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng. Cụ thể, Công an tỉnh Quảng Ninh hồi tháng 4 năm 2023 đã có thông báo các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh, trật tự và tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đầu mối tiếp nhận thông tin gồm Trực ban Công an tỉnh 0692 808 112 và 02033 835 901 thường trực 24/24 giờ tiếp nhận các cuộc gọi phản ánh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trực ban hình sự 0692 808 134 thường trực 24/24 giờ tiếp nhận các cuộc gọi tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh. Địa chỉ hộp thư tố giác tội phạm tosactoipham@quangninh.gov.vn thường trực 24/24 giờ tiếp nhận email có nội dung tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Đặc biệt, trong các đầu mối này có số điện thoại của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi 0962 297 777. Theo Công an Quảng Ninh, số điện thoại này thường trực 24/24 giờ, tiếp nhận các tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo, phản ánh tình hình an ninh trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng Công an tỉnh. Hồi đầu tháng 7 năm 2020, chỉ sau ít ngày từ thành phố Cần Thơ về nhận nhiệm vụ mới ở An Giang, khi đó, Đại tá Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng đã chỉ đạo cấp dưới đăng công khai số điện thoại cá nhân của mình lên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!